hai quả này nó thiếu canxi này. Cái này nó cũng kể cả cái chớm bị ấy đó, chớm bị kháng thử ha. Đúng rồi, cái này chớm này, chớm bệnh. Này giàn lá này mỏng lắm. Với lại cái này á, là mình đi phân nhiều quá này. Phân này lá to mỏng như vậy. Nên là bông này, bông những cái bà này nó có khả năng đậu, nhưng mà những cái, nếu mà mình tống thêm đợt phân nữa là nó rụng. Nên là để cho nó ngã vàng, không phải để cho nó đủ ăn á, không, cái màu vàng này thì không phải vàng của nó, vàng này nó vàng khảm, cây này là nó bị khảm do virus này. Cây này nó vẫn cho trái nhưng mà trái nó sẽ đây này, nó sần sùi này, thấy không? Trái nó sần, thấy chưa? Là nó không đẹp mã trái. Và những cái cây này là như này đây này. Chưa. Này là nó dư phân quá. Cái này giờ mình chỉ cứ tưới nước bình thường thôi, xong anh cầm cho cái chai kích bông ấy đó. Chịu khó em xịt cái kích bông lại. Là nó đậu à? Xịt anh đảm bảo đợt này mà nó đậu trúng lắm. Nó đậu đợt này là trái quá rồi, trái này. Nhưng mà ngưng phân lại cái này nó mới đậu, chứ còn giờ này mà tuần sau em bón thêm phân nữa là không đậu. Bởi nó quá dư. Ngưng khoảng bao lâu nữa? Em cứ ngưng khoảng tầm 20 ngày sau. 20 ngày sau bắt đầu là những cái trái chiến này nó xuống, bắt đầu nó ăn nhiều phân á, rồi bắt đầu nó rực cái lá này xuống thì mới được. Này xịt kèm theo thuốc sâu nữa nè. Anh đem theo thuốc gì vậy? Anh có đem cái cặp dưỡng chất để xịt cho nó bóng trái, cứng trái, với lại nó già cái trái của mình, nó lên cơm, lên sữa nhanh á. Giờ ớt nó đang có giá này, để cho nó lên sữa nhanh á. Thứ hai nữa là anh cầm cho em cái chai kích bông á. Cái chai để em xịt cái này vô là anh đảm bảo em xịt khoảng tầm 4 lần thôi. Là khoảng 15 ngày sau thì em thấy vườn ớt của em nó khác hẳn à. Cái này là ổn này. Còn những cái cây như thế này anh nói thật chứ nhiều khi đừng có tiếc, nghe chưa? Đây này, những cây này nó đừng có tiếc. Tiếc quá là rầy nó trú ở đây này, xong nó chích sang cái cây khỏe nên là nó nữa cái cây kia nó lây ấy. Nên là cây nào mà nó tệ quá thì bỏ đi, nhổ bỏ, hiểu không? Là được, ớt này được ấy, ớt này ok mà. Thì cái mất đợt dàn trái chân uống nhỉ? Dạ, mất cái dàn chân nhé. Với cái này á, là sau này đợt tới này mình hái ớt á, là mình vẽ bỏ lá chân này đi được rồi. Chưa? Em định mặn cỏ này xong là em tút luôn nè. Vẽ bỏ hết lá chân đi. Vẽ cho nó sạch đi để cho nó. Đây cái này cũng, cây này cũng là khảm virus. Cây này khảm không lên thân gì hết trơn, không có quả luôn. Những cái cây như thế này là mình có thể bỏ để cho những cái cây kia nó tàn ra, với lại đất ở đây gió quá đấy. Nếu mà ấy gia cố lại thêm, kiếm cọc cái đây trúc nhóc rồi gia cố lại. Tước lá chân nó xong rồi em cặp đúng rồi là được rồi. Này lắm phân dư phân á, dư phân quá. Mà nó còn á. Trồng nguyên cái khu này với cái bờ chả nó là hai thiên đó. Màu ớt này là được rồi. Yeah. Ok. Không có vấn đề gì. Này hái được mấy đợt rồi? Chưa hái lần nào luôn. Trời, chưa hái hả? Dạ. Vậy là ít trái dữ lắm ạ. Dạ. Vậy là đợt cổ dưới cái là tốt quá. Dạ. Em đi phân dư. Đi phân dư nhiều quá. Đây là tốt quá trời tốt, mua gì nó không đậu rõ luôn. Đúng rồi, cái này tốt quá này, tốt. Nhưng mà đây này như thế này nha, theo như anh thấy không? Cái này em bỏ đi này thì những cái cây này nó sẽ lên này, cây này. Cái này cái tàng nó sẽ phát ra thì cái cây này mình bỏ đi. Bởi vì cái cây này này em cứ cắt hết đi nhá, rồi nó đọt nó thù lù đây này. Chưa? Ví dụ như em cứ cắt đọt đi, rồi nữa nó ra thù lù này. Đó, nó đâu có quả này nó, mà nó chiếm diện tích của cái cây kia. Cái này, ngay như cây này này, bỏ, thấy chưa? Đó, bỏ thì cái cây này phải nó lên không? Đẹp không? Cây này chưa bị gì. Đó, cái này như cây này này, nên bỏ đi này. Đó, cái này nó như thế này là em có ví dụ như bấm đọt nhá. Em bấm đi, mai mốt nó cũng chỉ ra thế này thôi. Yeah. Nó thù lù này, thấy không? Cái trái này không có thẳng như không có thẳng, đây là trái nó như thế này mà không có năng suất luôn. Yeah.
à, nó cong tít này mà nó không có trái đâu, cây này nó không có được bao nhiêu trái đâu. À, trái như này này mà để nó xích là nó lây. Em nhổ, em đem nó đi. Nhổ, vô bỏ đi. Này tiếc nghe cái dàn trái chân này uống không? Dạ đúng rồi. Ừ. Nổ, cái này xịt cái kích bông sớm là ngon rồi, với lại đi phân ít lại. Này em đi phân xong em tô sình lên nữa cho nên là nó tốt. Mình đi phân xong mình còn tô sình lên nữa là nó tốt dữ lắm. Em đặt rồi em tốt gái lá em nó nguyên cái cuồng này với cái bờ trên đó là 3 bao đó. 2 bao 20 15 với thường là 2000 cây á. Là rải đợt đầu là khoảng 20 kg thôi. Cho 2000 cây. Dạ. Mình rải khoảng 20 kg mà rải cái 20 15 ấy, cửa hàng của Bình Điền ấy, nó tốt hơn. Nó tan chậm từ từ nó ăn. Chứ nếu nó tan nhanh quá đây này, do em rải phân nhiều quá cho nên là cái này tới đâu là nó rụng bông rụng trái hết. Dạ. Nó không có đậu. Em rải của Hà Lan không à? Ừ, Hà Lan cũng được.